Ngay khi bước sang năm mới 2021, Ford Explorer đã được phát hiện chạy thử một phiên bản đặc biệt, với logo riêng mà 99% là bản King Ranch cao cấp. Tới hôm nay, lớp ngụy trang bên ngoài chiếc xe xuất hiện tại Detroit đã được gỡ bỏ, xác nhận thông tin trên và báo hiệu một tin vui cho những khách hàng cần Ford làm một phiên bản King Ranch sang hơn, tiện nghi hơn nữa. Huy hiệu King Ranch cỡ lớn nằm ở rìa dưới cửa trước cũng như cửa hậu, xác nhận danh tính chiếc SUV. Tản nhiệt xe được mượn từ Explorer Limited, tương tự là mâm, trong khi hệ thống xả dùng miệng ống xả dạng tứ, gần như chắc chắn xác nhận luôn bên dưới capo là động cơ V6 3.0 lít tăng áp kép, từng có mặt trên các bản Platinum và cho công suất 365 hoặc 400 mã lực. Nội thất là khu vực tạo nên khác biệt lớn nhất giữa King Ranch và Explorer, thường khi bản cao cấp hứa hẹn sử dụng giày đặc da và có thể là cả gỗ. Ốp trang trí độc quyền, dàn trang bị cao cấp nhất khả dĩ là chắc chắn, có chăng không biết Ford có làm gì với cách bài trí tổng thể của Explorer mặc định hay không. Ngoài King Ranch, Explorer cũng sẽ sớm có thêm phiên bản Off-Road Timberline vào quý 1 năm nay và mở bán đại trà vào mùa thu. Lấy Expedition FX4 làm thước đo chuẩn, Explorer Timberline có thể được bổ sung vi sai điện tử, camera toàn cảnh 360 độ mặc định hay động cơ EcoBoost 3.0 lít 365 mã lực, hoặc loại nâng cấp 400 mã lực giống trên bản Sport.